tôi kể người nghe đời lán và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thơ ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều. Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác một đôi loa Diatone rất là khủng. Đôi loa Diatone này có mã là DS97C, đã có rất nhiều những diễn đàn trên thế giới cũng như là những kênh bán hàng ở Việt Nam review chiếc loa này rồi. Và hôm nay cửa hàng em may mắn lại về một đôi loa Diatone DS97C này, tuyệt đẹp. Đôi loa tuyệt đẹp, không một tí vết, kiếm ra một vết tặng luôn đôi loa, từ e căng cho đến loa. Và tất nhiên tất cả những nút chụp ốc nó vẫn còn nguyên bản, không thiếu một cái nút chụp nào. Và một đôi loa tuyệt đẹp như vậy em để cho các bác giá chỉ 17,5 triệu đồng, không có một nơi nào có thể mua rẻ hơn với đôi loa tuyệt đẹp như vậy mà giá 17,5 triệu đồng. Thiếu mỗi thùng xốp được các bác. Và em xin giới thiệu các bác một số cái thông tin cơ bản và hoàn cảnh ra đời của nó. Thì đôi loa này được sản xuất vào năm 1988 và tần số đáp tuyến của nó là 28Hz đến 35.000Hz. Như vậy là cái tần số đáp tuyến của nó các bác có thể thấy là rất là rộng. Nên cái bản nhạc các bác nghe từ đầu đến giờ cái tiếng bass nó xuống nặng như bom, nặng như cơn sấm, và tiếng tép nhuyễn trung rất là rộng. Và đôi loa này có giá khởi điểm cao ngất ngường, 101.000 yên các bác. Ngày xưa sở hữu nó là một gia tài các bác. Và sau 40 năm thì đôi loa này vẫn là một gia tài các bác. 17,5 triệu đồng, khá là cao, khá là nhiều tiền các bác. Tất nhiên là đôi loa nó có giá trị đắt như vậy chứ không phải là em bán đắt các bác nhé. Các bác yên tâm, với cái giá 17,5 triệu đồng các bác sẽ không bao giờ kiếm ở đâu ngoài chỗ em một đôi loa đẹp như vậy, một đôi loa Diatone DS97C đẹp như vậy, giá chỉ 17,5 triệu đồng. Và con này là công suất một thùng là 230W, em đang nện nó bằng con âm ly Sansui 5000X của một bác đã đặt tiền rồi, và em mượn bác con âm ly Sansui để em nện đôi loa này, rất là tuyệt vời. Và độ nhạy của nó là 92 dB, trở kháng là 6 ohm. Với cái trở kháng này các bác yên tâm là đánh tiếng bass rất dữ dội. Và cái bass của nó là 31 cm, chính xác là 31 cm. Cái trung của nó chính xác là 12 cm và một con tép đôm, trung đôm. Và một thùng của nó nặng 42 kg, như vậy là gần 50 cân, một người không thể bê được các bác nhé. Nghe cái cân nặng là biết tiếng bass ra nặng thế nào rồi. Và tổng là một đôi loa nặng gần 1 tạ 82 kg, rất là khủng khiếp. Các bác lưu ý giúp em đôi loa này nhá. Và các bác muốn lấy đôi loa này, các bác hãy đến hẳn nhà em, đi xe hoặc thuê xe. Đôi loa này em không ship các bác nhá, rất là nặng. Tiếng bass thả ra như bom nổ. Bây giờ em đang là 12 giờ đêm nên là em mở nhỏ, không dám mở lớn bởi vì ảnh hưởng đến làng xóm. Và mong các bác thông cảm. Các bác muốn nghe chất âm của nó, các bác hãy đeo tai nghe vào. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế nào.
Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau. Xin chào các bác ạ.